Chào anh em nhé. Hôm nay shop xin giới thiệu với anh em một cái thiết bị, đó là máy quay hồng ngoại nhé, máy quay hồng ngoại để hỗ trợ cho anh em bắn đêm, và đồng thời này cũng là cái máy quay ban ngày thu ảnh, có nghĩa là giúp cho anh em ngắm được hình ảnh trên màn hình này, ngắm hình ảnh từ kính ngắm trên màn hình, thì có nghĩa là kính ngắm dấu cộng bao nhiêu ấy thì nó hiện lên đây hết. Thì bây giờ thay vì mình đưa mắt vào nhòm thì mình chỉ việc nhìn ở trên màn hình này mình điều chỉnh thôi nhé. Bây giờ giới thiệu cho anh em, cho các bác biết là những cái bộ phận tiếp theo này. Thứ nhất là có một cái khay sạc pin. Khay sạc pin này là gồm 4 quả nhé, 4 quả. Thế nhưng mà thực tế nó chỉ cần dùng đến 3 quả thôi. 3 quả thì là bao gồm 2 quả ở đây này. 2 quả cái màn hình này này. 2 quả màn hình này. 2 quả màn hình này. Và 1 quả trong đèn hồng ngoại nhé. 1 quả trong đèn hồng ngoại này. Thì đây, tôi tháo dần dần cho các bác xem. Đấy, cách lắp luôn các bác nhé. Đây là cái đèn, đây là cái màn hình này. Màn hình nó có cái chân dây 21 này. Và rắc này là rắc cắm nối nhé. Rắc cắm nối với máy quay nhé. Máy quay nằm ở đây. Đây tôi tháo ra cho các bác xem luôn. Và hướng dẫn là các bác cách lắp luôn nhé. Có động tác tiếp theo này. Các bác lấy ra này. Đấy. Các bác lấy được cái máy quay ra. Đây là cái mắt cam ấy. Đây là chính là cái mắt cam các bác nhé. Mắt cam này. Cái đèn hồng ngoại này nó có cái kẹp này. Nhá, đèn hồng ngoại này có kẹp này các bác này. Đấy, các bác xoay ra. Các bác kẹp vào một bên. Ở một bên còn lại các bác kẹp vào kính ngắm nhá. Thế cái này thì trong này là có pin này. Trong này có pin các bác này. Cái quả pin này chính là cái quả pin mà khi mình dùng hết mình đưa để mình nạp nhá. Mình đưa khay để mình nạp này. Các bác lắp lưu ý này, đầu dương xuống dưới nhé. Tôi hướng dẫn cho các bác cách lắp chi tiết cụ thể nhất này. Đấy, các bác để ý kỹ nhé, không để bảo sao đèn nó không sáng nhé. Cái đầu này, đầu dương, đầu dấu cộng này, các bác cho xuống dưới. Đấy. Các bác xoáy vào. Để các bác bấm công tắc này là đèn hồng ngoại nó hoạt động này. Bây giờ hồng ngoại hoạt động thì từ phía xa mình nhìn thấy hồng hồng rồi thôi. Mình nhìn thấy hồng hồng rồi thôi. Nhưng nó không có rọi ra kia thế nào đâu. Đấy, đây gọi là đèn hồng ngoại nhé. Thì các bác có thể kẹp vào cái kính ngắm này. Cái kính ngắm này thì cái chỗ chân mắt kính ấy thì nó dính một phần này thôi, nó sẽ dư được một phần nữa. Để các bác kẹp lại. Các bác xoáy vào. Thì bây giờ các bác tùy. Các bác có thể dọi ở trên. Nhá, có thể dọi ở trên, dọi ở ngang hay dọi ở dưới tùy các bác nhé. Tôi để trên chết như này thì nó dễ chịu hơn. Nó dễ hơn, nó không vướng. Đó. Các bác kẹp đèn hồng ngoại vào. Cái chân này là cái chân bắt màn hình này. Nó sẽ có đi theo bộ cho các bác luôn nhé. Đây, có đi theo bộ các bác luôn. Dây này là dây to. Thì các bác bắt cái chân này vào ống ngắm nhé. Các bác bắt chân vào ống ngắm. Xong đó các bác bắt màn hình vào. Màn hình vào đây. Đấy, và các bác tiến hành xếp cái ốc này nè. Thì nó sẽ giữ được màn hình nhé. Đây, giữ màn hình. Các bác lưu ý kỹ này. Cái màn hình này nó còn một cái lớp bóng bảo vệ nhé. Thì nó sẽ có cái xước xước là cái dấu lau ấy. Các bác cầm cái nó xanh các bác lột ra ấy, thì sẽ ra cái màn hình chính nhá, chứ không phải màn hình mà nó xước này đâu. Đây là còn một cái lớp ni lông bảo vệ nữa nhá. Cái bộ của mình ấy, thì nó sẽ cho đi theo một cái ống như này. Đây tôi nói ra một cái ống này nhá. Ống này thì các bác phía đầu ốc này thì các bác cắm vào ống ngắm, các bác cắm vào ống ngắm nhá. Và cái bộ này nó sẽ cho đi theo các bác một cuộn băng keo. Sẵn bác đã nói kỹ hơn, cái cuộn băng keo này để quấn vào đây này. Cố lên để các bác tí ốc vào cho đỡ sức kính ngắm này nhá. Thế còn các bác khi các bác nắp, các bác lưu ý này, nắp đầu phía ốc cắm vào đây để nó ghi đầu rãnh này này, là các bác quay lên trên nhé. Các bác quay lên trên thì sau cái mắt cam này các bác thả vào đây thì hình ảnh nó mới phải nhé. Thế nếu mà mắt cam này mà xoay đi hình ảnh nó sẽ nghiêng đi. Và các bác xoay mắt cam xuống dưới hẳn này thì hình ảnh lộn ngược, thì cái hình ảnh nó thu được ấy nó sẽ lộn ngược luôn nhé, lộn ngược luôn đấy. Hình ảnh thu được thẳng đứng theo phương diện chuẩn là cái này nó quay lên trên cùng. Đấy, các bác thấy không? Quay lên cùng. Thì các bác đưa cái mức độ nào các bác muốn nó dừng lại thì các bác hãm nó lại. Để tôi đút được kịch như thế này. Thì các bác lấy lục hát, lục giác các bác hãm nó lại nhé. Đấy. Rồi các bác kết nối dây lại. Các bác kết nối dây lại nhé. Kết nối dây lại này. Rồi. Thế cái này. Có công tắc nguồn này này. On ép này, on ép nhá các bác nhá, on ép. Đấy. Thế mà tôi nói thêm đây nữa, phía sau cái nắp cam này này,
cái sau nó cam ấy là cái công tác chuyển đổi chế độ quay nhé, chuyển đổi chế độ quay đen trắng hay là màu. Nếu mà các bác quay ban ngày ấy, thì là các bác quay chế độ màu. Ở cái này là tôi vừa mới quay xong là chế độ đen trắng này, thì nó sẽ là ở bên tay phải nhé. Các bác gạt sang đây ấy, là chế độ màu, thì các bác sẽ quay ban ngày. Thì ban ngày các bác nhìn thấy hình ảnh ngắm ở trên kính mình, trên màn hình này luôn. Thì ban ngày không cần phải hỗ trợ đèn hồng ngoại, ban đêm thì hỗ trợ đèn hồng ngoại thì sẽ quay ở chế độ đen trắng nhé, quay chế độ đen trắng. Đây là cái các bác nhớ như ý nhớ được cái công tắc đấy nhé. Đây, công tắc này là chuyển đổi chế độ quay này ở trong này nhé, các bác lưu ý kỹ đấy. À, thế bây giờ như này là mình bật công tắc này lên là cái này nó sẽ hoạt động nhé, bật lên nó sẽ hoạt động. À, thế bây giờ các bác lắp làm sao, các bác nhìn đây nhé, cái màn hình này ấy, thì các bác nghiêng xuống hay nghiêng lên tùy ý các bác làm sao nhìn cho nó rõ. Nhưng vấn đề quan trọng ấy, các bác nhìn thấy không, đây là cái tâm cộng này nhé, cái này cái tâm cộng này nhé các bác nhé. Đấy, cái này cái tâm cộng này các bác lắp làm sao cái tâm cộng này phải nằm ở tâm của màn hình nhé, nằm ở tâm màn hình thì mình phải điều chỉnh cái ống này này lên hay xuống, trái hay phải, xong bắt đầu mình giữ cân đối, mình siết những con ốc này, mình siết con ốc 4 chiều nhé. Thế còn bây giờ nhìn các bác nhìn này, các bác nhìn thấy cái dấu cộng này nó sắc nét không, từng dấu chấm một nó sắc nét, thì cái vấn đề đấy chính là cái vấn đề gọi là vấn đề lấy nét nhé các bác nhé, các bác lưu ý kỹ vấn đề lấy nét. Đây này, cái lấy nét chính là trong phần cổ của cái cam này các bác này, trong phần cổ cam này đấy, đây các bác này, đây nhá các bác, người ta làm với cái lỗ này chính để cho các bác xoáy cái vòng này để các bác lấy nét. Đây, trong quay rõ màn hình xem nào. Đây nhá, tôi bắt đầu tôi xoay này, tôi xoay bỏ đi này, tôi xoay lệch sang chỗ khác này. Đây các bác thấy không, màn hình nó sẽ nhòe. Đấy, dấu cộng nó sẽ nhòe. Các bác lắp vị trí ổn định rồi xong các bác phải xoay cái lấy nét này này, các bác phải lấy cái vòng lấy nét này này, các bác lấy làm sao cho nó cái dấu cộng này này nó sắc nét nhất, nó sắc nét nhất thì các bác để lại. Đấy, bây giờ mình chưa cần phải lấy hình ảnh đầu, trước mắt là cái mắt cái cam này nó sẽ quay được cái dấu cộng đã, quay được cái tâm cộng đó. Đấy, thì các bác lấy cho cái tâm cộng này sắc nét thì hình ảnh của các bác nó sẽ nét nhé. Các bác để im một chỗ các bác chỉnh là được, không phải dơ lên nhòm chỉnh đâu. Đấy, các bác chỉnh cho cái dấu cộng này nó sắc nét nhất là nó gọi là ảnh đẹp nhất đấy. Rồi ok nhá. Đây ví dụ như tôi sẽ bật đèn hồng tâm lên các bác xem này, nó là sẽ là màu đỏ này. Thì bây giờ mình đang quay chế độ màu ấy, màu xanh này đấy nhá. Đây được, ví dụ như tôi sẽ quay cái này, quay còn cái ống ngắm ấy thì phải quay xa mới thấy được, quay gần thì không thấy được nhé. Thế đấy là cái cách, các bác lưu ý kỹ là cái cách nắp nhé, cách nắp. Đây này, tôi nói cho các bác cái cách chỉnh lấy nét rồi nhé, các bác lưu ý kỹ này. Tôi lấy tháo ra thêm cho các bác xem này. Đây các bác chỉ cho các bác từng tí luôn, chứ nhiều khi cái này là khó dùng, các bác sẽ lại không biết dùng đâu. Cái vòng này này là cái vòng lấy nét này nhá, các bác lưu ý nhé, vòng lấy nét nhá. Đấy, các bác xoay làm sao cho nó nét nhất thì các bác để lại. Đây tôi sẽ xoay lên trên cái màn quay cái màn hình đi, tôi xoay lên lấy nét lên tường này. Em sẽ quay cái màn hình nét nhất là được. À, trên ảnh đây, đây trên tường nó có một cái bức tranh nhé, em phải cho nó sáng quá. Đây trên tường có một bức tranh như này, đấy, tôi đang quay đến cái bức tranh đấy. Thế này là cái cam này đang soi gần này các bác này, em quay vào tường kia cho anh em xem. Đấy, cái góc tường đấy đấy, cái bức tranh mà đi bỏ phiếu đấy nhá. Đây em quay lại cam này, em quay nhìn cái cảnh cái cam anh cầm tay này. Đấy, tay tôi đang cầm cái cam để quay lên đấy đấy. Đấy, nó thu vào cái màn hình này. Đây là quay ở chế độ màu nha các bác nhé. Thế ban ngày các bác quay chế độ màu nó cũng nét như này. Các bác không cần phải đưa mắt vào ngắm, các bác chỉ cần nhìn cho màn hình là các bác thấy được mục tiêu luôn nhé. Ở đây là cái lấy nét nhé. Đấy, lấy nét này. Dây cáp. Rồi, tôi rút dây cáp ra. Bật công tắc, tắt công tắc đi nhé. Tắt công tắc đi. Đây, tôi hướng dẫn cho các bác, quan trọng nhất là cái cách nắp này này.
đánh đắp này nhé. Đây, ví dụ như vậy này. Bây giờ các bác sẽ chỉnh cái màn hình của nó làm sao cho nó hợp lý. Đây, tôi lại nối lại cái dây cáp này cho các bác xem. Mở dây cáp này, chạy này, bật này. Thì bây giờ là tôi phải nén nét lại này. Đây các bác thấy không, nó mờ nhá. Tôi phải nén nét lại, tại vì vừa đấy tôi xoay ở cái cự ly khác rồi. Đây, tôi xoáy lấy nét làm sao các bác nhìn tay thôi này. Tôi để cho cái lỗ này cho mình xoáy đấy. Đấy, lấy nét làm sao cho đẹp nhất. Cái dấu cộng nó sắc nét nhất thì để lại. Rồi, dấu cộng sắc nét nhất, tròn trịa nhất thì để lại nhá. Rồi, hình ảnh đẹp nhất để lại, ok. Thế ra để cho nó chỉnh được cân ấy, thì mấu chốt ở cái này này các bác này. Ở mấy con ốc này mới ở cái đầu này này. Giờ tôi nói, tôi tháo lỏng hết ra đi. Thì các bác sẽ thấy ngay. Đây là tôi làm thử thì tôi vẫn còn kê nót cho các bác dùng cố định thì các bác quấn cho nó chặt luôn. Đây. Đây các bác thấy không? Các bác cầm cái ống này, các bác lắc lên này. Các bác thấy dấu cộng nó sai chưa? Nó xê dịch chưa? Nó bám bên trên này, nó sáng dưới này. Lắc qua trái này, lắc qua phải này. Đấy, cái vấn đề lắp làm sao cho nó cân giữa ấy, thì các bác phải tự lắp nhá. Các bác bảo anh ơi làm sao mà lắp được cho cân giữa thì tôi không thể chỉ được đâu. Tôi chỉ cho các bác mấu chốt ở đây này. Làm sao lắc chỉnh cho nằm ở giữa, rồi các bác giữ nó, các bác xiên lại. À, đây là tôi làm thử cho các bác xem mà tôi nót giấy. Đây, tôi nót giấy. Đây này, tôi nót cái giấy vào đây. Thế còn tôi có một cái băng keo lên tôi bảo vệ cái kính ngắm không nó xước. Thì cái đấy cái mục đích mà người ta cho theo quận băng dính ấy, ngụy trang này. Bắt đầu tôi bảo sao lại cho thêm băng dính này lại sang thế? Nhưng mà thực ra là để quấn vào đây nhé. Để quấn đây cho các bác đút vào các bác chỉnh. Rồi. Thì các bác thể đút sâu vào trong này. Đút sâu vào trong này thì cái mắt cam này này, các bác cho nuôi lại. Các bác cho nuôi lại làm sao cho nó vừa có cái thò cái đầu chỉnh nét ra thôi. Đây, như này. Vừa thò chỉnh nét ra thôi. Thì phía ngoài này các bác bật cái công tắc màu hay là đen trắng này này. Quay ban đêm hay ban ngày nó dễ dàng hơn nhé. Thế đây là chọn bộ cái bộ phận mà của cái máy quay hồng ngoại hỗ trợ ban đêm, rồi mà cam quay kính ngắm nhé, hồng ngoại hỗ trợ ban đêm này, còn ban ngày thì nó là một cái camera quay kính ngắm để cho các bác lấy hình ảnh như trên này để các bác làm mục tiêu nhé. Đấy. Thì bây giờ đấy hướng dẫn cho các bác cách lắp chi tiết cụ thể đấy, cách chỉnh, cách dùng và những cái bộ phận đi theo. Cái bộ phận đi theo tháo lại cho các bác xem đấy. Có những bộ phận là đi theo. Còn các bác nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ với số điện thoại tôi để bên tiêu đề nhé. Đầu tiên là cái mắt cam này. Cái mắt cam nhé. Một cái khay sạc pin này. Khay sạc pin là 4 quả này. Một cái băng keo ngụy trang này. Hai hộp pin đây. Một cái ống này. Một cái màn hình này. Đây một màn hình này. Cái chân bắt màn hình. Cái chân này là chân bắt kính, chân bắt màn hình đây. Thì tôi phải lấy lục giác tôi mới xoay ra được. Đấy, chân bắt màn hình đây nhé. Một cái cong kẹp nhàm kẹp kẹp đèn hồng ngoại đây. Và một cái đèn hồng ngoại. Đèn hồng ngoại và nhàm đèn hồng ngoại. Thì pin bây giờ nó sẽ cho mình 4 quả để cho nó đủ vị trí này. Nhưng thực ra là mình sẽ dùng 3 quả. Đây. Các bác không dùng thì các bác nên tháo pin ra. Nhá, các bác dùng tháo pin ra. Đấy. Hai hộp. Mỗi hộp 2 quả như thế này. Đây là cái bộ phận của cái bộ máy tính nhé. Đây là cái máy quay cam hồng ngoại nhé. Đấy. Thì cái này buổi mai ban ngày tôi sẽ cho các bác thấy cái hình ảnh ban ngày của cái bộ này mà quay mang tới lại cho các bác xem nhé. Thì cực kỳ nét, cực kỳ lưu ý luôn. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để bên video nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.